Xin chào quý vị, bây giờ là tối ngày 7 tháng 5 2017, trời Sài Gòn đang mưa quý vị. Nhiệt độ bây giờ khoảng 27 độ C. Đây có mình đang có mặt ở đường Phạm Văn Tháo. Ngày xưa đó là đường Lê Văn Điền về trung tâm thành phố. Trời mưa, đường Sài Gòn vắng hẳn vì người ta ngại ra đường. Trước đây là ngã ba Ông Tạ, bên trái là đường Phạm Văn Hai. Trời mưa, ta mặc áo mưa đi ra đường hay gì. Và nếu mình chạy sát cái xe Honda phía trước thì sẽ bị văng cái sình lên đấy, mình đi giữ khoảng cách. Bên phải đây là đường Bành Văn Trân. Sài Gòn buổi tối lên đèn nó đẹp theo cái kiểu buổi tối. Bên phải là đường Bắc Hải đi vào cư xá Bắc Hải như vậy, và kế đó là công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Để dằn xùm lên, phải dở cái chân lên.
bên phải là chợ Hòa Hưng nè quý vị. Rồi bên phải đây là đường Tô Hiến Thành. Đường Hòa Hưng. Rồi quẹo trái đây là đường Yoga Hòa Hưng nữa vậy, đường Rạch Cùng Binh đó. Thiên Hòa vậy. À, phía trước quý vị là ngã 6 Dân Chủ. Bên phải là đường Trần Quốc Toản đó vậy. À, bây giờ là đường 3 tháng 2 đó. Tiếp tục đường Lê Văn Duyệt. À, bây giờ là Cách Mạng tháng 8 gì ha. Rồi bên tay trái đây là Cuốn Xương.
phải là đường Điện Biên Phủ gì Phan Thanh Giản ngày xưa. Phan Đình Phùng cái gì cắt ngang á, đây bây giờ là Nguyễn Đình Chiểu nè. Rồi đây là ngã tư với lại đường Trần Quý Cáp, bây giờ là Võ Văn Tần. Phải là trung tâm Vân Sơn ở Sài Gòn nữa vậy. Buổi tối 8 giờ rưỡi có show diễn á. Ca nhạc hài kịch. Với đường Nguyễn Thị Minh Khai, ngày xưa là đường Hồng Ngọc Tử đó vậy. Bên phải đây là đường Sương Nguyệt Thắng. Rồi phía trước là ngã ba, quẹo phải là đường Bùi Thị Xuân. Từ trái là tàu đàn cái gì ha. Ok, thank you, xin chào quý vị nha.